Tôi sẽ trình bày các anh chị những cái nội dung căn bản của cái chương 4, giá cả và sản lượng trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Như tôi đã nói các anh chị trước đây là hành vi của xí nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận thì họ phải đầu tiên là tối thiểu hóa chi phí. Mặt thứ hai là họ phải xác định sản lượng sản xuất bao nhiêu sản phẩm và bán với giá nào để lợi nhuận tối đa. Thì trong các chương còn lại sẽ nói về vấn đề đó, nói về hai cái vấn đề còn lại: bán với giá nào, cái giá bán tối ưu là như thế nào, phương pháp xác định nó là như thế nào, và sản lượng tối ưu, cách xác định sản lượng tối ưu là như thế nào, bán với giá nào, bán với số lượng là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Trong chương 4 này sẽ nói về giá bán tối ưu và sản lượng tối ưu trong một thị trường ta gọi là thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Cạnh tranh hoàn toàn thì thế nào là cạnh tranh hoàn toàn? Một thị trường được gọi là cạnh tranh hoàn toàn khi mà các tính chất sau đây được thỏa mãn, các điều kiện sau đây được thỏa mãn. Điều kiện thứ nhất, có nhiều người bán, nhiều người mua. Đây là điều kiện căn bản nhất của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, điều kiện bao trùm nhất của thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Nhiều người bán và nhiều người mua. Thế nào là nhiều mà thế nào là ít? Nhiều ở đây, nếu mà chúng ta cái nghĩa thông thường về mặt số học á, hai trở lên là nhiều đúng không? Hai trở lên là nhiều. Nhưng mà nhiều ở đây không có nghĩa về mặt số học đó. Nhiều ở đây mang tính chất là định tính hơn là định lượng. Định tính là sao? Đứng về phía người bán, một thị trường được gọi là nhiều người bán khi hành vi của một người không ảnh hưởng đến tổng số. Có nhiều người bán đến mức mà hành vi của một người không ảnh hưởng đến tổng số thì ta gọi là nhiều. Ví dụ như thế này, ở Việt Nam có đối với sản phẩm là xi măng ở thị trường Việt Nam chẳng hạn. Xi măng thì có bây giờ khoảng có mười mấy hai chục cái xí nghiệp sản xuất xi măng, mười mấy hai chục cái nhãn hiệu xi măng, hơn hai chục, hơn 20 là nhiều rồi đúng không, xét về mặt số học. Nhưng mà nó không nhiều hiểu theo nghĩa hiện tại, theo cái trong ngữ cảnh này nó không nhiều. Nó không nhiều bởi vì sao? Bởi vì các anh chị hình dung là bây giờ có một cái xí nghiệp xi măng Hà Tiên chẳng hạn, người ta vì lý do kỹ thuật người ta ngừng sản xuất thì lập tức thị trường xi măng sẽ bị ảnh hưởng ngay, số cung của xi măng sẽ ảnh hưởng ngay, giá cả xi măng sẽ biến động ngay. Thì trong trường hợp đó xi măng, sản xuất xi măng ở Việt Nam không phải là thị trường có nhiều người bán. Hành vi của một người ảnh hưởng đến tổng số thì ta nói là xi măng là một loại thị trường mà có ít người bán, có một số ít người bán chứ không phải là nhiều. Nó không thỏa mãn điều kiện cạnh tranh hoàn toàn này. Nhưng mà một sản phẩm khác là lúa. Thị trường lúa ở Việt Nam có bao nhiêu người bán lúa ở Việt Nam? Mỗi nông hộ sản xuất lúa là một người bán lúa, và chúng ta có hàng triệu nông hộ như vậy. Bây giờ một nông hộ trước đây người ta có 2 hecta, người ta trồng lúa, người ta bán lúa. Năm nay người ta không thích trồng lúa nữa, người ta chuyển sang nuôi cá, người ta rút lui khỏi thị trường. Thì cái hành vi rút lui khỏi thị trường của một nông hộ sản xuất lúa với diện tích canh tác là 2 hecta không đủ lớn để có thể là làm thay đổi cán cân cung cầu của lúa gạo, của thị trường lúa ở Việt Nam, không đủ sức làm thay đổi giá lúa ở Việt Nam, thì thị trường lúa đó ta gọi là thị trường có nhiều người bán. Nhiều người bán nhiều đến mức mà hành vi một người không ảnh hưởng đến tổng số thì ta mới nói là nhiều. Nhiều ở đây hiểu theo nghĩa đó. Đứng về phía người mua chẳng hạn, thị trường gạo ở Việt Nam mỗi hộ gia đình là một người mua gạo, có hàng triệu gia đình như vậy. Bây giờ một 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 gia đình người ta nói là bây giờ thôi sống ở Việt Nam chán quá, qua Mỹ sống, người ta chuyển qua Mỹ để sống, người ta không ăn gạo Việt Nam nữa, người ta rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Thì hành vi rút lui khỏi thị trường gạo của một người bán ở Việt Nam không đủ sức lớn để có thể làm thay đổi cán cân cung cầu, để có thể thay đổi giá,
Thì trong trường hợp đó ta nói là thị trường gạo ở Việt Nam là thị trường có nhiều người mua, nhiều đến mức hành vi của một người không ảnh hưởng đến tổng số. Các chị hiểu nhiều dễ theo cái nghĩa đó chứ không có hiểu nhiều dễ theo cái nghĩa số học, đồng ý không? Thì do người mua và người bán là rất là nhiều trên thị trường, số lượng hàng hóa họ nắm giữ trên thị trường rất là ít, mỗi người trên thị trường số lượng hàng hóa họ nắm giữ rất là ít với tư cách là người bán cũng như là với người mua. Thì người bán và người mua trong thị trường này là những người chấp nhận giá. Các vị lưu ý chỗ này, chấp nhận giá. Chấp nhận giá. Chấp nhận giá là sao? Là họ phải chấp nhận mức giá do thị trường quy định, họ không có định giá được. Chúng ta có cái khái niệm là chấp nhận giá và định giá. Ai có quyền định giá? Trong điều kiện nào thì người bán có quyền định giá? Người bán có quyền định giá khi mà số lượng hàng hóa họ nắm giữ trên thị trường là lớn, đúng không? Lớn. Cái thị phần của họ lớn thì họ có quyền định giá. Như công ty hàng không Việt Nam chẳng hạn, trên các tuyến bay nội địa họ chiếm thị phần khoảng 70%. Việt Nam Airlines họ có quyền định giá, họ có thể tăng giá hoặc giảm giá, người ta cũng phải mua. Nhưng mà đối với lại người mà bán lúa, một người bán lúa, một nông hộ bán lúa, giá lúa bây giờ là 8.000 đồng một ký, họ phải chấp nhận giá 8.000. Cả làng bán giá 8.000, họ tăng lên là 10.000 hoặc 9.000 một ký, không ai mua hết, mua của người khác. Họ tăng giá lên thì số lượng bán họ sẽ bằng zero, họ giảm giá xuống được không? Được. Nhưng mà họ bán với giá 8.000 thì họ cũng bán hết số lượng lúa mà họ họ có. Họ bán với giá 7.000 họ cũng bán hết, thì tội gì họ bán giá 7.000, họ sẽ bán giá 8.000. Cho nên là với tư cách là người mua cũng như người bán trên trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, do số lượng hàng hóa của họ nắm giữ rất là ít cho nên là họ phải chấp nhận giá. Chấp nhận giá tức là chấp nhận mức giá do thị trường quy định, họ không định giá được. Thì từ cái khái niệm ban đầu đối với thị trường cạnh tranh hoàn toàn này, đứng về phía giá thì người dưới tư cách là người bán họ phải chấp nhận giá. Các anh chị lưu ý là chúng ta đang nghiên cứu xem là trong điều kiện một thị trường thì để tối đa hóa lợi nhuận, người sản xuất phải xác định giá bán như thế nào, xác định cái sản lượng bán như thế nào. Thì riêng đối với thị trường cạnh tranh hoàn toàn này, ngay từ cái khái niệm ban đầu chúng ta đã khẳng định với nhau rằng người bán với tư cách là người bán thì về mặt giá cả họ phải chấp nhận giá, họ không tác động đến giá được. Một người bán trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn không tác động đến giá được, họ phải chấp nhận giá. Thì vấn đề còn lại là cái gì? Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn này, người bán để tối đa hóa lợi nhuận họ phải xác định là số lượng bán là bao nhiêu, bán bao nhiêu sản phẩm thì có lời, vậy thôi, chứ họ không thể tác động đến giá được, đồng ý không? Các cái điều kiện sau là nó không quan trọng, những cái giả định thôi, các điều kiện sau không quan trọng. Cái điều kiện ban đầu nhiều người bán nhiều người mua, điều kiện quan trọng nhất, đó là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Chúng ta nói đến các tính chất, các tính chất, tính chất thứ nhất nó thể hiện mối quan hệ giữa giá cả và sản lượng của một doanh nghiệp. Thì trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn này, sản lượng của một doanh nghiệp và giá cả nó độc lập với nhau. Chúng ta có một cái đồ thị biểu thị trục tung là giá cả của một hàng hóa hoạt động trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn. Trục quanh này biểu hiện thị cái sản lượng của một xí nghiệp, tôi đặt là quy nhỏ này, nó là cái trục quanh này nó đo lường một mức sản lượng rất thấp so với tổng số sản lượng của một người mà chiếm tỷ trọng, một nhà sản xuất mà chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong toàn bộ thị trường. Thì ở đây nếu mà xí nghiệp này không bán sản phẩm nào hết thì giá vẫn cứ là P1. Một nông hộ không bán ký lúa nào hết thì giá lúa vẫn là 8.000 đồng một ký. Nông hộ này có bán hết cái lượng lúa mà họ sản xuất ra thì giá vẫn cứ là P1, vẫn cứ là lúa vẫn cứ là 8.000 đồng một ký.
Thì trong thị trường này ta nói cái câu là có mợ thì vợ cũng đông á, anh bán hết cái số lượng hàng hóa anh sản xuất ra thì giá vẫn cứ là không đổi. Thì trong trường hợp này mối quan hệ giữa giá cả và sản lượng của một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn là độc lập với nhau, độc lập với nhau. Một cái đường nằm ngang có tung độ là giá, đường này ta gọi là đường cầu thị trường đối với doanh nghiệp. Đường cầu thị trường đối với doanh nghiệp này nó nói lên một cái ý nghĩa rằng doanh nghiệp có bán hết số lượng hàng hóa họ sản xuất ra thì cũng không thay đổi giá. Đó là cái đặc điểm về mối quan hệ giữa sản lượng và giá cả của một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn. Khái niệm thứ hai là tổng doanh thu. Tổng doanh thu. Tính chất về tổng doanh thu trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn này là đồng biến với mức tăng không đổi so với lượng bán. Chúng ta thiết lập một hệ trục tọa độ, trong đó trục tung biểu thị doanh thu, trục hoành biểu thị số lượng bán. Anh bán ngày càng nhiều thì tổng doanh thu ngày càng tăng và nó tăng theo dạng đường thẳng. Đồng biến với mức tăng không đổi này có nghĩa là bán càng nhiều tổng doanh thu càng càng cao và tổng doanh thu sẽ tăng theo cái dạng là đường thẳng. Bán càng nhiều tổng doanh thu càng lớn. Thì các anh chị thấy là có khi các anh chị nghĩ rằng chuyện này là bình thường đúng không? Bình thường bởi sao? Bởi vì ta bán nhiều sản phẩm thì tổng doanh thu càng cao, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà nó chỉ bình thường trong điều kiện là cạnh tranh hoàn toàn mà thôi. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn thì do tăng số lượng bán không làm giảm giá, cho nên là tổng doanh thu luôn luôn tăng khi mà chúng ta tăng số lượng hàng hóa bán ra. Nhưng mà trong điều kiện khác, trong điều kiện là nếu anh tăng số lượng bán làm giảm giá thì tổng doanh thu của anh không phải là một đường thẳng, nó sẽ là đường cong trong cái điều kiện mà thị trường sau này người ta xét. Cái tính chất thứ ba, doanh thu biên. Chúng ta làm quen với một khái niệm nữa là khái niệm biên. Khái niệm biên, biên doanh thu biên, ta ký hiệu là MR. Doanh thu biên là cái gì? Là sự thay đổi trong tổng doanh thu khi thay đổi một đơn vị hàng hóa được bán ra. Công thức tính của nó là lấy mức thay đổi của tổng doanh thu chia mức thay đổi của số lượng bán, delta TR chia delta Q, thì ra là doanh thu biên. Doanh thu biên. Và trong thị trường này nó có một cái đặc điểm riêng có của nó là doanh thu biên bằng giá. Doanh thu biên bằng giá. Thì yêu cầu các anh chị phải nắm là doanh thu biên là cái gì? Và doanh thu biên bằng giá có nghĩa là sao? Theo định nghĩa, doanh thu biên là mức thay đổi của tổng doanh thu khi thay đổi một đơn vị hàng hóa được bán ra. Các anh chị tham khảo cái số liệu này. Số liệu này. Ta có cái số liệu về số lượng bán, giá cả, tổng doanh thu và doanh thu biên. Khi tăng số lượng bán thì giá cả không đổi luôn luôn là 10. Lấy số lượng bán nhân cho giá thì nó ra là tổng doanh thu tương ứng. Giả sử khi người ta bán 6 sản phẩm, giá của nó là 10 thì tổng doanh thu sẽ là 60. Doanh thu là lấy giá cả nhân cho số lượng bán. Bây giờ chúng ta tính doanh thu biên. Về mặt công thức, doanh thu biên về mặt tính toán, doanh thu biên nó là delta TR chia delta Q. Mức tăng tổng doanh thu chia mức tăng của số lượng bán. Bây giờ tăng số lượng bán từ 0 lên 1, mức tăng của tổng doanh thu là 10. Ta nói là 10 là doanh thu biên của sản phẩm thứ nhất. Bán thêm một sản phẩm nữa, tổng doanh thu tăng lên từ 10 lên 20, mức tăng của nó là 10. 10 ở đây ta nói là doanh thu biên của sản phẩm thứ thứ hai. Tương tự như vậy, tính chúng ta có thể tính doanh thu biên cho bất kỳ cái mức sản lượng nào. Và nhìn vào đây, các anh chị sẽ thấy cột giá cả và cột doanh thu biên này nó bằng nhau. Thì tôi nói trước, cái ý nghĩa của doanh thu biên nó là cái gì? Doanh thu biên là số tiền thu thêm được khi bán thêm một đơn vị sản phẩm. Anh bán thêm một sản phẩm, anh thu được bao nhiêu tiền? Cái số tiền thu thêm được đó ta gọi là doanh thu biên của sản phẩm đó. Được chưa? Các chị hình dung cái người bán vé số. Cái tờ vé số giờ là 10.000 đúng không?
bán thêm một tờ giấy số, thu thêm được bao nhiêu tiền, thì số tiền đó ta gọi là doanh thu biên của người bán cái tờ giấy số đó. Đó là doanh thu biên. Doanh thu biên bằng giá có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi anh bán ra một sản phẩm, anh thu được thêm được một số tiền là doanh thu biên của nó, và số tiền đó bằng đúng với giá cả của sản phẩm đó. Cái người bán giấy số, người ta bán thêm một tờ giấy số, người ta thu được một số tiền đó bằng đúng với giá của tờ giấy số đó là 10.000 đồng. Thì chuyện này tưởng chừng như là cũng cũng là bình thường, tưởng chừng như là đương nhiên. Bây giờ anh bán thêm một sản phẩm, anh thu thêm một số tiền đó là bao nhiêu, bằng giá sản phẩm đó gì nữa, đúng không? Nhưng mà nó chỉ bình thường khi nào mà anh tăng số lượng bán không làm giảm giá thì doanh thu biên nó mới bằng giá. Còn nếu mà anh tăng giá, xin lỗi, anh tăng số lượng bán mà làm giá giảm thì doanh thu biên sẽ không bằng giá, doanh thu biên sẽ nhỏ hơn giá. Còn trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn này, nó có một cái đặc điểm riêng có của nó: doanh thu biên bằng giá, bởi vì anh tăng số lượng bán không làm giảm giá. Đó là cái khái niệm thứ ba, cái tính chất thứ ba của thị trường cạnh tranh hoàn toàn này là doanh thu biên bằng giá. Thì bây giờ chúng ta mới phân tích là trong ngắn hạn, để tối đa hóa lợi nhuận, thì về mặt giá cả họ chấp nhận giá rồi, không bàn tới nữa. Vấn đề còn lại là họ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ có hai cái hướng phân tích. Hướng phân tích thứ nhất là phân tích bằng các đường tổng số. Bằng các đường tổng số. Thì các anh chị nhìn vào đồ thị này. Đồ thị này nó có hai phần. Cái phần trên và phần dưới. Cái phần trên này là chúng ta đi phân tích hành vi tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp bằng các đường tổng số. Cái đường tổng số đó là đường gì? Tổng doanh thu thì chúng ta biết nó là một cái đường thẳng. Đồng ý không? Và tổng chi phí chúng ta biết là cái dạng của nó là cái dạng cái đường cong như là con giun như thế này. Chúng ta biết nó trong cái chương trước rồi. Chúng ta đặt cái đường tổng doanh thu và đường tổng chi phí vào cùng một đồ thị để phân tích xem là ở mức sản lượng nào xí nghiệp sẽ thu được lợi nhuận tối đa. Và chúng ta nói là xí nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng đó. Thì nhìn vào đồ thị này, giữa cái đường tổng doanh thu và đường tổng chi phí này, các anh chị chỉ có thể phân tích một cách dễ dàng là ở những mức sản lượng từ 0 đến Q1 này, nếu mà dừng lại mức sản lượng nào đó từ 0 đến Q1 này, xí nghiệp này sẽ bị lỗ. Có thấy bị lỗ không? Tại sao bị lỗ? Bởi vì từ 0 đến Q1 này, tổng chi phí là cái đường đỏ đỏ này lớn hơn tổng doanh thu. Giả sử ở mức sản lượng nào đó cụ thể chỗ này chẳng hạn, tổng chi phí nó trên này, tổng doanh thu nó dưới này, bị lỗ. Và chúng ta biểu thị nó ở cái phần lợi nhuận á, là con số âm á, xuống cái đồ thị dưới này. Đồ thị dưới này biểu thị cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Ở mức sản lượng từ 0 đến Q1 này, lợi nhuận của doanh nghiệp là con số âm. Đồng ý không? Bởi vì doanh thu là đường dưới này nhỏ hơn chi phí. Được không? Đến cái mức sản lượng Q1, tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Ta gọi đây là điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn xét về mặt lượng. Cái này nó có ý nghĩa khá quan trọng đối với những cái xí nghiệp, đối với nhất là những người làm dự án. Anh dự án anh định sản xuất một loại sản phẩm nào đó với chi phí cho trước là như thế này, giá cả cho trước để có đường tổng doanh thu là như thế này. Nếu mà anh không sản xuất vượt quá được Q1 thì dự án này không thể thực hiện được. Với đường tổng doanh thu như thế này, tổng chi phí như thế này thì anh phải sản xuất vượt quá Q1 thì anh mới có lời. Ở mức sản lượng từ Q1 đến Q2 này, các anh chị thấy là tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí, có lời đúng không? Lợi nhuận đó là chênh lệch này, chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí này biểu thị ở dưới đồ thị dưới là cái đường lợi nhuận nó là con số dương, nó tăng dần, nó đạt cực đại chỗ nào đó, sau đó nó giảm dần và lợi nhuận bằng zero tại mức sản lượng Q2. Vượt quá Q2 thì tổng chi phí lớn hơn tổng doanh thu, lợi nhuận nó sẽ là con số
Cô chú ông, thì chúng ta biết rằng xí nghiệp sẽ sản xuất ở đâu ở mức chặng đường từ Q1 đến Q2 này là lợi nhuận là con số dương, và họ sản xuất tại cái mức sản lượng, họ sẽ tìm kiếm cái mức sản lượng nào đó mà có cái khoảng cách giữa tổng doanh thu và tổng chi phí là lớn nhất, tức là ở đó lợi nhuận sẽ đạt cực đại. Trong đồ thị này, tại mức sản lượng quy sau này, lợi nhuận sẽ đạt cực đại. Đồng ý không? Xí nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng quy sau này. Phân tích bằng hình học qua các đường tổng số chúng ta thấy được, phải sản xuất quy sau thì lợi nhuận mới tối đa. Đó là về mặt hình học. Thì làm như thế nào để xác định được cái mức sản lượng quy sau này? Về mặt hình học, chúng ta vẽ một cái đường, một cái tiếp tuyến với đường tổng chi phí, mà khi nào tiếp tuyến đó song song với đường tổng doanh thu này, thì tại cái tiếp điểm đó khoảng cách giữa tổng doanh thu và tổng chi phí là lớn nhất. Đó về mặt hình học các anh chị cũng không cần phải biết nhiều đâu. Nhưng mà điều mà chúng ta cần biết là cái ý nghĩa về mặt kinh tế của mức sản lượng quy sau này là cái gì. Mức sản lượng mà có lợi nhuận tối đa đó, nó có ý nghĩa kinh tế nào, nó thỏa mãn điều kiện nào về mặt kinh tế? Thì nó thỏa mãn điều kiện này. Chúng ta có hàm lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Tại mức sản lượng quy sau này lợi nhuận tối đa, tức là một cái hàm mà nó đạt cực đại. Tối đa tức là đạt cực đại, đúng không? Một cái hàm số đạt cực đại khi đạo hàm nó bằng 0. Bằng 0. Đạo hàm của hàm lợi nhuận bằng 0, tức là đạo hàm của hàm tổng doanh thu trừ cho, cái này tôi thiếu một cái dấu phẩy nè, trừ cho đạo hàm của hàm tổng chi phí bằng 0. Đạo hàm của lợi nhuận bằng 0, tức là đạo hàm hàm tổng doanh thu trừ đạo hàm hàm tổng chi phí bằng 0. Mà đạo hàm của hàm tổng doanh thu là doanh thu biên. Doanh thu biên là đạo hàm của hàm tổng doanh thu trừ cho đạo hàm của hàm tổng chi phí, chính là chi phí biên. Thì chúng ta suy ra được là tại mức sản lượng quy sau đó, chi phí biên bằng doanh thu biên. Mà trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, chúng ta có đặc điểm là giá cả bằng doanh thu biên. Tôi vừa mới nói hồi nãy. Thì chúng ta tóm lại, tại mức sản lượng quy sau này, nó thỏa mãn điều kiện về mặt kinh tế là giá cả bằng chi phí biên bằng doanh thu biên. Giá cả bằng chi phí biên bằng doanh thu biên. Đó là, đây là cái điều mấu chốt nhất trong cái chương 4 này. Trong chương 4 tôi nhắc lại, chúng ta nói, chúng ta giải quyết vấn đề là xí nghiệp xác định giá cả là bao nhiêu, sản lượng là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Thì riêng cái giá cả chúng ta nói là xí nghiệp phải chấp nhận, không thể xác định được do thị trường quy định. Vấn đề còn lại là sản lượng là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Thì ở đây chúng ta có kết quả là sản lượng phải thỏa mãn điều kiện là giá cả bằng chi phí biên bằng doanh thu biên. Sản xuất ở mức sản lượng mà có cái điều kiện giá cả bằng chi phí biên bằng doanh thu biên thì lợi nhuận mới cực đại. Được không? Đây là cái đặc điểm, cái điều kiện mấu chốt nhất của cái chương 4 này. Đó là chúng ta phân tích bằng các đường tổng số thì chúng ta thấy như vậy. Thì tôi sẽ dừng lại đây một chút để trả lời cho các chị một số câu hỏi liên quan đến phần này trong cái câu hỏi trắc nghiệm ạ.